Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Go With Cherry. Mình biết là sau một khoảng thời gian rất là dài rồi mình không ra video clip, thì cũng mong các bạn thông cảm. Tại vì trong khoảng thời gian qua mình rất là bận. Và lần này thì mình sẽ quay lại với một cái chuyến đi mà mình nghĩ là sẽ rất là thích hợp với tất cả các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn mà được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Hiện tại đó là mình đang ở Dami, một cái hồ ở Bình Thuận, ngay chỗ đèo Tà Bao. Thì hôm qua là mình và nhóm mình đã đi lên tới đây rồi, đi vào ban đêm luôn. Rồi hiện tại thì tụi mình đang đi chợ sáng, đi chợ Đa Mi để chuẩn bị đồ ăn cho hai ngày sắp tới. Đây, đi chung với mình là có anh Nghĩa nè. Một gà với lại canh cá chiều 7 tháng ăn đủ không ta? Canh cá hả? Để vô coi nếu mà mình thấy ổn, tại nó cũng tùy thuộc vào cái con cá nữa. Mình thấy chợ Đa Mi thì cũng không lớn lắm các bạn. Đây này, chợ sáng như vậy là cũng không đông lắm. Hiện tại đây là mùa sầu riêng cho nên là đi đâu cũng thấy sầu riêng hết. Vải mình đi chợ mua được đúng 1 kg thịt rồi, còn lại là rau củ không rồi. Chợ này nó nhỏ xíu mà mấy bạn, chợ này nó không có bán thịt bò, không có thịt gà luôn. Thịt gà cũng phải đợi tới hả 1 tiếng mấy 2 tiếng mới làm được một con gà, cho nên không có cá luôn. Tụi mình tính làm cá nhưng mà rốt cuộc là chỉ có bán cá rô phi thôi, nên là hả bây giờ menu nó hơi bị lũng đoạn một chút xíu. Có bà chín. Ui, măng cục ngon quá kìa. Măng cục ngon kìa. Măng cục bao nhiêu 1 kg vậy cô? 50 không cô? Mà chừng hao gỗ 2 kg lấy luôn. 2 kg 2. Măng cục ngon quá bạn. Dì ơi, bán con ổn mì đi. Dạ, một ổn mì. Dạ, đầy đủ. Trời ơi, coi cái chảo nè. Không dính. Chả chiến ngon lắm, bây giờ cô làm trứng ăn ấy đâu, ai cũng thích cô làm trứng. Chấm về máy mày. Về máy đi. Máy không? Lấy con to to đi. Thank you.
tụi mình đã tới bến bến thuyền rồi. Thì đường đi á, mình có quay rất là kỹ từ đầu đến cuối nè, nhưng mà mình sẽ để thêm cái địa điểm chấm bản đồ cho các bạn, nếu mà các bạn có đi thì các bạn đi ha. Đây có một cái bãi đậu xe ô tô trên đây nè, mấy bạn nào có đi ô tô thì lên đây đậu luôn. Mình thấy cái bãi này nếu mà đi các bạn mà đi xe gầm thấp á cũng vô được, bình thường không sao đâu. Quên mua bia anh Nghĩa ơi. Ừ nha. Mua lại không? Mua lại đi. Đi con, đi. Anh có bán lại cái bia hả? Anh có bán được miếng bia không anh? Chắc còn nửa thùng á. Đây xuống luôn. Trời. Chưa qua được, chưa cháy sớm. Ôi, xuống con. Mọi người ơi, mấy bạn nhìn trời hôm nay nè, không có một miếng mây nào hết trơn á, kiểu này nắng bể đầu luôn. Set up lều chạy đồ xong rồi á, thì tụi mình chia ra hai team, một team nấu ăn trưa với lại một team thì đi bơm mấy cái súp này để chơi. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn thuê súp hay gì đó thì mình cũng sẽ để một cái liên kết mà mình đã thuê, cái chỗ mình đã thuê ở đây cho các bạn có thể thuê được ha. Hồ rất là đẹp mấy bạn. Hôm nay trời trong. Rất là lý tưởng để chèo súp. Hơi nắng một xíu nhưng mà khi mà nắng như vậy thì mình lên hình nó mới đẹp, mặt hồ nó rất là đẹp. Nhóm mình mà đi chơi á là họ lúc nào tới cũng sẽ nấu một nồi cơm trước hết đó mấy bạn. Thí dụ như mà có mưa hay có gì á thì vẫn có cơm ăn nha. Rồi hiện tại thì tụi mình mới nấu đồ ăn trưa xong, tại vì trưa nay thì tụi mình nấu nhanh á nên mình cũng không có quay nhiều cái cảnh nấu nướng, chủ yếu là mình nấu cơm trưa rồi bơm sụp thôi. Bây giờ tụi mình sẽ ăn uống một chút xíu rồi sau đó tụi mình sẽ chơi. Cho buổi chiều nay thì mây nó kéo tới rồi nè mấy bạn, cho nên là nó sẽ đỡ nắng. Rồi bây giờ tụi mình ăn cơm ha. Mẹ chị á tưởng là, luôn. Mẹ chị là tưởng ở dưới cái Sài Gòn thiếu cái đó à. Mẹ chị nói lấy hai cái đi. Mẹ ai thiếu muỗng không? Cho muỗng canh em nấm bào ngư với lại
Rồi chị lại đậu hũ bế cho một khoai. Lòng gà xào cà chua. Thịt nó rồi xào với dưa cải. Trời nhìn hấp dẫn quá chị ơi. Chị xào cái món này nhìn ok. Ấy Nguyên cho coi nồi cơm xíu đi. Mấy tầng nha? Đúng một tầng. Ủa mình nấu một ký mà ít vậy hả? Làm được là ký. Còn nhiều gạo mà. Em nấu nửa bịch á anh. Ký mà mày làm như bao 25 ký vậy? Một ký là có 2 chén, 3 chén gì vậy? Ừ, ngon quá. Mày Vương. Ừ, cái món này hấp dẫn quá anh ha. Tao phải lùi nghề để được để dành sân cho bọn nó không cần. Ê, lại đắp con cơm lại kìa. Hay lại miếng. Bingo nó được nó ăn vậy. Ngon quá. Cái măng cục hồi nãy mua của cô ở ngoài chợ nè. Nhìn cái rổ măng cục là biết chắc chắn ngon rồi đó. Nè từ từ để chị ấy khui ra cho mọi người coi với. Cực quá. Đó, quá ngon luôn. Ôi mai mà ra có bán nữa thì mình mua thêm. Trái này ngon không? Mình mở thử cái trái của mình. Nóng không? Có vài chỗ mà nắng chiếu vô. Trời ơi. Còn gì bằng nữa. Cho em trái bằng cục với chị. Không hư một trái nào luôn á. Nè. Ngon không? Quá ngon. Quay cái mỏ nè. Ngon xuất sắc. Bingo ghê chưa. Rồi bây giờ mọi người trong nhóm mình đã bắt đầu chơi chèo súp rồi. Giờ mình cũng sẽ đi luôn. Các bạn đi chơi mấy cái này mình nhớ mặc áo phao cho an toàn nha. Thấy tụi nó biểu diễn bắt đầu quá. Rồi. Nguyên mở phao Nguyên ơi. Má không biết làm được. Đây. Để chỉ ra. Đó, đây là tổng quan cái đảo của tụi mình nè. Đẹp quá ha. Giờ tụi mình sẽ chèo súp vô một cái con suối mà trước đó tụi mình cắm trại ở trong đó để coi bây giờ nó làm sao rồi, tại vì cũng một năm rồi tụi mình chưa có vô đó. Đây thôi cái súp này thì nếu mà bạn nào chưa chèo quen á, mình nghĩ là chỉ cần 10 tới 15 phút thôi là có thể làm quen được rồi, có thể đứng dậy để chèo. Thì tụi mình sẽ chèo vô cái cửa sông bên kia. Hiện tại thì gió lớn á, cho nên là cái mặt nước nó cũng nó chà đảo á, nên là đứng cũng khá là khó. Chút nữa mình sẽ đi té đó. Đó, trời ơi. Sống á Nguyên à. Con mình mới qua với mình nè mấy bạn. Đang trước đứng đi con. Đúng rồi. Đang trước đứng. Đây là con chó của mình nè. Thấy nó dạng không? Trời nắng quá, nóng quá, cái nó nhảy xuống nó bơi luôn. Giờ nó đi theo tụi mình luôn. Xong rồi tới đó mình quẹo trái nữa đúng không anh Nghĩa? Ừ, tới đó thì thẳng luôn đó. Tới rồi đó. Nghe ăn tí cọc á.
Ôi. Ai thèm. Qua luôn hả? Qua luôn hả? Đây là lạ. Con đi luôn hả? Rồi, bye bye con. Tụi mình đã đi vô gần tới cuối cái cửa sông này rồi. Là hình như là đúng rồi, chỗ này rồi đó mấy bạn. Và trước mình đi thì mình thấy cái cảnh vật nó cũng quen đó. Để qua, bây giờ quay lại coi nó có còn con suối đẹp hồi đó không. Tới đây quẹo trái vô nè. Tới gần cuối cái cửa sông có cái ngã ba. Quẹo trái vô là nó có một cái con suối. Tự nhiên giờ thấy có cá sấu xuất hiện cái. Dạ, ở đây còn cá đẹp xong rồi. Nhìn nhìn. Ôi, cái này đi chặn rồi. Chặn rồi. Ừ, đợt lũ quét về nó đưa cây kia về á. Mình đi bộ vô vẫn được á, mình tấp vô đây nè. Ờ, nhưng mà ý nó là nó bị lũ quét rồi đó. Vô cái suối trong đó chơi thử đi. Nếu mà đi bộ qua công viên là chơi xuống sông. Ở đây nó hơi cạn nè. Ở đây nó hơi cạn mọi người coi chừng nha. Cái mùi ở đây giống như mùi của mấy cái chuồng nuôi cá sấu ở trong đầm sen vậy á. Đây nè, tấp vô chỗ đá này nè. Rồi đi bộ vô. Ở trên suối vẫn đang chảy kìa. Đây có một đá nha Khoa. Dạ dạ. Ở đây biết tại sao nhìn nó dơ manh bùn quá. Đá cây xuống nhiều thành bùn quá. Đây nè các bạn có thể thấy cái có một cái con suối hướng thằng đó. Là trước đó tụi mình chơi, tụi mình cắm trại trong cái bãi đó, tụi mình đi đường rừng ở trong đây nè. Nhưng mà bây giờ thì cái suối đó thì mình chưa biết nó như thế nào, nhưng mà cái bãi bằng ngay chỗ này tụi mình hay cắm thì nó bị rác rồi, nó bị đọng nước rồi. Cho nên là thôi tụi mình đi ra lại. Đây, ở xa xa kia có hai anh bạn bắt một cái lều trên cái chòi gỗ đó. Cái đó cũng mình cũng không biết phải gọi là cái chòi nữa. Dạng như là một cái nhà gỗ, cái sàn gỗ. Xong rồi hai bạn đó để cái lều lên. Rồi chèo sụp, có một cái sụp, mình thấy có cái sụp và cái võng bắt ở đó. Dưới cái tán cây rất là mát. Và lần nào mình đi ở đây mình cũng thấy mấy ảnh ít. Công nhận là sống cái cuộc sống này cũng thú vị quá ha. Trời, bận về tụi mình chèo ngược gió. Mệt kinh khủng luôn. Nhìn nó gần vậy á, nhìn cái đảo của tụi mình nó gần vậy mà chèo miết không tới. Chèo nãy giờ chắc phải hả cả tiếng đồng hồ rồi. Tụi cho cái sông nhỏ kia ra ngoài đây mà chèo hoài không tới. Mình về sắp tới đảo rồi. Ôi ôi ôi, con đi vô đây. Mình đã về tới đảo rồi mà. Còn rất là xa luôn. Tú cái chấm nhỏ bên kia luôn. Và bên kia đang chuẩn bị chuyển mưa rồi mấy bạn. Chặn về nó mệt, kinh khủng mệt. Bây giờ mình phải lên, mình căng tăng lại, mình che lại cái lều của mình. Chứ không là chút nữa mưa nó tới đó mấy bạn à. Mấy bạn à, hơn là tụi mình chèo vừa về kịp tới nơi là mưa bắt đầu nó nhỏ giọt luôn nè mấy bạn. Tụi mình đã cố gắng gia cố lều cọc đồ hết rồi. Bây giờ là chuẩn bị vô lều ngồi thôi, trời mưa tới nơi rồi nè. Và mưa này mình nghĩ là mưa rất là lớn luôn á. Các bạn coi mây đen, xám xịt luôn.
kéo dài tới bên đây luôn. Từ lúc mà đi cắm trại tới giờ là mình rất là thích cái cảm giác mà tìm cái cảm giác mà ngồi trong cái tăng mà dưới trời mưa như vậy các bạn. Nghe cái tiếng này nó lách tách này nó rất là đã. Mà trước giờ chưa bao giờ được cái cảm giác như vậy hết trơn á. Hôm nay vô tình đi chơi mà được cái cảm giác như vậy nè. Bây giờ ngồi ở trong tăng ngắm mưa ở ngoài kia, trời thì se lạnh. Bây giờ tụi mình chuẩn bị nấu trà uống. Lều thì đã gia cố rồi, chắc chắn hết rồi. Giờ chuẩn bị ngồi hưởng thụ thôi. Giờ cái này nó đang chịu căng quá nè. Thì mình còn một người đang chịu sập ở ngoài nữa, nhưng mà bây giờ mưa đang rất là căng thẳng. Cha để dễ tưởng tượng gió nó cỡ nào, các bạn nhìn sóng ở ngoài hồ kìa. Đây là hồ chứ không phải là sông nha mấy bạn. Nó sóng nó chảy như sông vậy. Trời đất ơi. Đây một cơn gió lớn nè, coi lèo ai đụng trước nha. Trời ơi, lên con nguyên kìa. Trời ơi. Như bão tới, trời. Trời ơi. Trời mưa lạnh được hai vợ chồng nấu cho ăn nữa. Trời ơi còn gì bằng. Ba má cái gì? Chào. Ai thử đi không? Khi nào quay nhìn qua chỗ kia hay không? Con cá để mình tiêu. Trời ơi. Sau một tiếng chống chọi với lại mưa thì bây giờ trời nó đã tạnh rồi. Cái đám mây đen hồi nãy nó đã bay qua tới bên kia rồi. Tụi mình thì vẫn ổn thôi, lều thì cũng không ai bị gì hết. Ở đây tụi mình có cái tấm tăng này rất là tốt nè. Tấm tăng này á nó chống nước hoàn toàn luôn các bạn. Ở ngoài ướt nhẹp nhưng mà ở trong thì khô ráo hoàn toàn, không có một miếng nước nào hết. Và tụi mình ngồi trong đây thì mọi người khô ráo hoàn toàn hết luôn. Lèo thì cũng không có ai bị gì hết. Vậy là coi như chống chọi với mưa thành công. Chà, nghĩ sao không thành công vậy? Mít lèo đó bao nhiêu tiền không? Mấy bạn nhiều lúc làm cả đời chưa mua được lèo của tôi đó. Thôi kệ này đi. Này nó nãy mưa quá nó sợ, nó hoảng loạn, tinh thần nó chưa ổn định lắm. Mấy bạn có thấy mấy cái chòi nhỏ như vậy đó. Thì là những cái chòi nhỏ đó là những cái điểm mà để những người câu cá người ta vô đó người ta câu đó. Thì hồi nãy là ở gần mình là có hai người bên cái chòi bên kia họ câu cá, không biết lúc nãy mưa họ có ổn không nữa. Những cái chòi đó nó hơi yếu xíu đó,
dọc hồ là những cái trò đó rất là nhiều. Xa xa kia mây trên đỉnh núi đẹp quá ha. Mây nó đang leo qua cái đỉnh núi kìa. Ok. Nó xíu à. Rồi giờ làm gà đi con. Qua làm cá giờ anh. Trời ơi, trời mưa lạnh lạnh uống cà phê hết bài luôn. Cạn nước rồi anh Trường. Cà phê ngon quá. Để kiểm tra thử trong cái lều nha. Cái lều coi có ổn không. Cái lều là cái quan trọng nhất nè. Lều thì có dột một ít, nhưng mà không sao cả, rất là ít thôi. Mưa lớn cỡ đó mà. Sau khi mà mưa xong rồi thì nhóm mình chuẩn bị cơm tối. Cơm thì đơn giản thôi, ăn cơm với thịt kho thôi. Thịt kho với lại nấm xào thôi. Rồi chút nữa tụi mình sẽ làm thêm một bữa tối để ăn ngủ với nhau nữa. Trong chén vẫn còn mà mới không ta đang ăn mà hỏi cứ mở hỏi vẫn lỡ hết con là sao con đi tâm đây là đồ ăn tối ca hai của tụi mình. Đây là một con gà hấp muối, con gà đốt muối xả. Đây là cà tím, cà tím mỡ hành với lại còn một vài con cá chiên nữa. Rồi bây giờ tụi mình mới gọi là ăn cái buổi chính của tụi mình. Thì nãy tụi mình ăn cơm buổi xế chiều rồi bây giờ mới vô ăn tối và ngồi uống bia với nhau nè. Thì đây mình trời má ơi, bia đắp tiếp ghê không? Cà tím mỡ hành. Không dạ, không uống. Cái cho nó lên tiết coi, lên sạch coi. Làm cái chơi. Nè. Rồi, xong. Kiểu sao? Gà, nước nó muối chích inox kìa. Nó ra là uống rồi đó. Kerofin Kinsu. Nhà, túi rồi dắt gì quá. Vô, một, để em già, rưỡi, một, hai, ba, vô. Người á, mình đi. Rồi, hiện tại thì tụi mình đã xếp đồ xong xuôi và dọn dẹp cái bãi chạy của tụi mình rồi. Ở trên đảo này thì hiện tại nó đang có rác sẵn của cái nhóm vô trước á, cho nên là mình không thể nào mà dọn cho sạch hoàn toàn được. Cái bãi của tụi mình chơi thì tụi mình dọn cho nó sạch sẽ thôi. Rồi anh lái thuyền anh cũng vô gần tới rồi nè.
là vậy là chuyến đi của tụi mình đã kết thúc tại đây rồi. Thì nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình một like và subscribe kênh của mình để có nhiều để theo dõi, có thể theo dõi được nhiều chuyến đi hấp dẫn hơn nha. Còn bây giờ thì mình đi về thôi. Bye bye. Mình mới quay lại cái chỗ mà tụi mình đi chợ lúc mà hôm qua á, thì để mua sầu riêng các bạn. Cái nào là ri, cái nào là thái chị? Ri là ở trên, thái là ở dưới. Ok, để chị ý cho Nha Lai lựa sầu riêng cho nó ngon. Thì ri là 60, thái là 70. Ủa cô ơi, bơ bao nhiêu một ký vậy cô? Bơ 20.000 một ký. Cái này bao nhiêu? Bỏ khui luôn giùm con nha. Cái này, cái nước rửa tay này có chút gì vậy? Đây. Nó không ngọt á? Không được ngọt lắm. Nhưng mà thơm.